Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3121 Dập đầu xin tha đối với một con chó, chuyện này quả thực là một điều vô cùng nhục nhã, nhưng không ngờ, Đường Tuấn, vậy mà lại không có bất cứ ý nghĩ muốn phản đối nào mà đồng ý rồi, trên mặt thậm chí còn có cả ý cười, cũng không cho rằng đó là vô là liêm sỉ, chuyện đáng sỉ nhục. Địch Văn và Yên Nhi liếc mặt nhìn nhau, cũng cười thản nhiên. Chỉ cần mọi chuyện diễn biến đúng theo những gì mà bọn họ sắp xếp, vậy những danh vọng mà tên đường tuấn đệ nhất trái đất trước đây tích lũy được sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Mà phá quân doanh, Hoàng Phủ Ngọc cũng sẽ trở thành vật riêng của anh ta. Chờ đến khi sắp sửa qua 12 giờ, địch văn đứng ở trên đài cao, đôi tay chắp lại ở sau lưng, khí chất phi phàm, anh ta thanh thanh cổ họng, cất cao giọng nói, khoảng thời gian trước tôi trở về từ trên trời, ngẫu nhiên gặp được đường thiên nhân đang bị thương nặng, tôi tưởng niệm và trân trọng những cống hiến mà thiên nhân đã làm cho hoa hạ cho nên cứu anh ta trở lại. Đã nhiều ngày nay càng thêm cố gắng hết sức chữa khỏi vết thương cho anh ấy, bây giờ Đường Thiên Nhân cuối cùng cũng có thể gặp mặt mọi người. Nói dứt lời, anh ta còn tự mình vỗ tay, thế nhưng dưới đài cao lại không có ai vỗ tay, chỉ có những tiếng cười lạnh không ngừng. Địch Văn cũng không cảm thấy xấu hổ, nói, "Sau đây xin mời Đường Thiên Nhân của chúng ta lên tiếng." Anh ta lùi xuống, chỉ để lại một mình Đường Tuấn đứng ở trên đài cao, khi bước qua bên cạnh Đường Tuấn anh ta dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy mà nói với Đường Tuấn, cẩn thận mà nói chuyện, nếu không tạo sẽ chơi chết mày. Đường Tuấn cười với anh ta, nói yên tâm đi, sẽ là kết quả mà anh muốn. Audio điện tử võ tấn bền Nhìn nụ cười này, địch văn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không lên lời là không thích hợp ở đâu. Đường Tuấn đứng ở trên đài cao, ánh mắt quét qua những người đứng bên dưới, Vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ suy sụp trước đó, dường như đã đổi một người khác, anh trầm giọng nói, Đường Tuấn tôi đã trở lại. Nếu đặt câu nói này ở mấy năm trước thì sẽ chấn động toàn cầu. Nhưng lại đặt ngay tại đây vào lúc này, người dưới đài cao cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, không ai quan tâm. Đường Tuấn anh trở về rồi, nhưng chỉ có tu vi cảnh giới hợp thể nhỏ bé như vậy thì có thể giấy lên bao nhiêu sóng gió, chỉ là tấu hề mà thôi. Thấy phản ứng phía dưới của mọi người, trên mặt Địch Văn cũng nở nụ cười, đây chính là kết quả anh ta muốn. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi, tên này mặc dù rác rưởi, nhưng vẫn xem như nghe lời, có lẽ có thể cân nhắc sau này tha cho anh một mạng. Chương 3122. Kế hoạch của Địch Văn là như thế này, chờ Đường Tuấn tạo thế xong rồi tiến hành khâu khiên chiến, sau đó có người khiên chiến Đường Tuấn, Đường Tuấn thấy người ta thì lập tức quỳ xuống đất xin tha địch văn không chịu nổi bèn lên sân đánh ngã toàn bộ những kẻ khiêu chiến kia, xây đắp nên uy vọng to lón. Lông mày anh ta nhíu lại, sự xuất hiện của tam đại thánh địa và đám người en xa khiến kế hoạch của anh ta xảy ra biến số, nhưng nghĩ tới lấy sự kiêu ngạo của mấy người này thì có lẽ chưa đến mức ra tay. Nghĩ tới đây, lông mày địch văn thả lỏng, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc trong đám người. Vốn gì anh ta còn tưởng rằng Hoàng Phủ Ngọc sẽ căng thẳng suốt ruột, nhưng lúc này Hoàng Phủ Ngọc lại rất thư thái, trên gương mặt dường như còn đang nở nụ cười. Địch Văn lại lần nữa nhíu mày, không ngờ Hoàng Phủ Ngọc lại kiên nhẫn tốt như vậy, có điều chờ cô ta lát nữa nhìn thấy đường Tuấn quỳ xuống cầu xin những người khiêu chiến kia tha thứ thì không biết cô ấy sẽ có cảm giác gì. Sao kiên trì với tôi, vậy cứ chờ xem, Địch Văn thầm hừ lạnh một tiếng, anh ta lại lần nữa đưa mắt nhìn lên đài cao. Đường Tuấn nhìn xuống đám người phía dưới, vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, tôi đã di qua Trung ương Ngân Hà, đã chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc. Nhưng không bao lâu nữa trái đất sẽ đối mặt với nguy cơ, cho nên tôi mới trở về. Mọi người nghe tới đó, bên dưới lập tức có người không nghe lọt tai, lớn tiếng nói, ồ, đường thiên nhân lại hay ghê, còn chiến đấu với thiên kiêu vạn tộc nữa, vậy không biết chiến công như thế nào. Đường Tuấn nói, chiến thắng. Đối mặt cường giả trong cùng thế hệ, cho dù cùng một loại như hai kẻ ngao vấn thiên này, đường Tuấn cũng không uổng phí. Ha 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 người đàn ông hỏi câu lúc trước cười lớn trong tiếng cười đầy trào phúng và khinh thường đường thiên nhân thật lợi hại thiên kiêu vạn tộc là nhân vật trẻ quan sát biển sao trẻ tuổi đỉnh cao nhất ít ra cũng là cảnh giới động hư đỉnh cao thậm chí đã đạt tới cảnh giới thần quân trong truyền thuyết đường thiên nhân lại có thể dựa vào tu vi cảnh giới hợp thể mà chiến thắng tại hạ thực sự vô cùng khâm phục người này nói xong đám người phía dưới cũng cười to theo lấy cảnh giới hợp thể đánh với cảnh giới động hư đỉnh cao đánh thần quân còn chiến thẳng còn gì đáng buồn cười hơn việc này sao? Tu vi đường thiên nhân không tăng lên bao nhiêu, bản lĩnh nói chuyện cười cũng khiến chúng tôi hít khói. Không hổ là người bật nhất của trái đất cũ chúng ta, gia châu này cũng không sợ rách. Người bậc nhất của trái đất cũ có thể đổi thành kẻ khoác lát số một, tuyệt đối không có ai dị nhị, đủ tiếng khinh thường, châm chọc vang lên trong đám người phía dưới. Địch văn nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt anh ta càng ngày càng rực rỡ, không ngờ tên này còn rất giỏi giả vờ, có điều như vậy sẽ tốt hơn, chờ sau này lúc đường Tuấn bị đánh thành một con chó chết, anh ta lại ra trận càng có thể tạo nên sự so sánh, làm nổi bật lên khí chất vĩ đại và to lớn của anh ta. Long Vương thở dài trong lòng, không ngờ người bậc nhất trái đất vậy mà lưu lạc tới mức độ này, trở thành trò cười của người khác. Chị Hoàng Phủ, đám người hoa tiểu niếp nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc, vẻ mặt vô cùng bất an. chương 3123 Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đường Tuấn trên sân khấu cười nói, lẽ nào các cô không tin anh ta sao? Đám người hoa tiểu niếp khẽ run, bỗng nhiên bọn họ cùng nặng nề gật đầu, ít ra đường Tuấn chưa từng khiến bọn họ thất vọng. Ba vị truyền nhân cung thiên đình, giao trì và tu di cùng Ensa tụ tập lại một chỗ. Thánh nữ thiên hoa châm biếm, đây chính là người bậc nhất của trái đất cũ, quả thật khiến người ta cười rụng rạc, nói ra lời mê sảng như vậy thần tử hạo nhiên lắc đầu cười nói, cô muốn tha cho anh ta tội không có tri thức, anh ta có lẽ còn tưởng rằng bây giờ vẫn là trái đất ba năm trước đấy. Hòa thượng cửu ly nói, vị thí chủ này nói chuyện quả thực sốc nổi. Chỉ có Ensa im lặng không nói, cô ấy nhìn đường tuấn trên sân khấu, cô ta đột nhiên cảm thấy loại khí thế này giống như đã từng quen biết. Trong đầu cô ấy lóe lên tia sáng, cô ấy nhất thời cứng ngắt tại chỗ. Là anh, là thiên ngoại chi nhân mạnh mẽ một cách kỳ quái kia giống như bị một cây búa tạ gõ vào đầu eo bất giác chấn động lẽ nào anh ta chính là đường tuấn trên sân khấu đường tuấn hỏi người nói đầu tiên kia cậu là ai người đó cười mỉa một tiếng nói tôi tên lưu vũ quỷ khóc thập tam hùng là trưởng bối sư môn tôi năm đó sư huynh tôi bị một trưởng của đường thiên nhân đánh chết hôm nay tôi đi theo trưởng bối sư môn tới đây chính là để đòi thiên nhân một câu trả lời hợp lý quỷ khóc thập tam hùng cũng chính là quỷ khóc thập tam hùng một là tự gọi mình, một cái là biệt hiệu người khác đặt, nhưng cho dù là ai cũng có thể cho thấy thực lực mạnh mẽ của đối phương. Đòi một câu trả lời hợp lý, Đường Tuấn cười nhạt nói, được, không biết cậu đòi một lời giải thích thế nào. Đám người lưu vũ và quỷ khóc thập tam hùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó một giọng nói trôi nổi giữa trời từ trong đám người truyền khắp toàn trường, lưu vũ tôi khiêu chiến với đường thiên nhân. Năm đó một trường của anh đánh chết sư huynh tôi, hôm nay tôi chỉ dùng một đầu ngón tay, chỉ cần anh có thể đánh bại tôi, chuyện quá khứ chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Cuồng ngạo, dùng một đầu ngón tay khiêu chiến Đường Tuấn, chuyện này đối với Đường Tuấn mà nói là một chuyện rất nhục nhã. Nhưng khi mọi người cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Lưu Vũ, tâm trí họ chấn động một cái. Đường Tuấn nhìn về phía Lưu Vũ nói, dùng một đầu ngón tay khiêu chiến tôi, tu vi cậu thế nào? Trên mặt Lưu Vũ lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, không cao, chẳng qua mạnh hơn anh một chút mà thôi, cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Toàn trường ồ lên, Lưu Vũ vậy mà có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao, chẳng trách cậu ta dám tuyên bố dùng một đầu ngón tay khiêu chiến với Đường Tuấn. Phải biết bây giờ Đường Tuấn mới là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, hơn nữa còn bị thương nặng mới khỏi. Chỉ sợ một đầu ngón tay của Lưu Vũ lại thật sự có thể đánh bại Đường Tuấn đấy. Chương 3124. Ánh mặt Lưu Vũ lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt đầy khiêu khích nói anh dám không nếu anh không dám thì quỳ xuống dập đầu với tôi cũng được đường tuấn nhún vai một cái nói không sao cả nếu cậu muốn làm chim đầu đàn tôi cũng không ngại được lưu vũ quát một tiếng bỗng dưng cậu ta duỗi một ngón tay ra đâm về phía đường tuấn bên dưới lập tức có người hét lên lưu vũ giỏi tính toán cậu ta vậy mà tu luyện chỉ pháo toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung trên đầu ngón tay đó lấy điểm phá điện, đòn đánh này đừng nói cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cho dù là cảnh giới động hư sơ kỳ cũng không chắc chắn có thể tiếp được. Tuy lưu vũ mạnh mẽ, nhưng muốn lấy một đầu ngón tay đánh bại Đường Tuấn, mọi người vốn dĩ còn cảm thấy có hơi khoa trương. Nhưng bây giờ Lưu Vũ thể hiện ra loại sức mạnh như vậy gần như có thể sánh ngang cảnh giới động hư sơ kỳ, thắng bại đã không còn hồi hộp nữa. Chỉ tay này muốn nửa cái mạng của anh rồi, thiên nhân chó má gì, chính là rác rưởi trong ánh mắt lưu vũ có vẻ sảng khoái vừa nghĩ tới có thể đánh bại thiên nhân uy chấn trái đất năm đó anh ta cũng không khỏi cảm thấy kích động địch văn thấy thế bèn khẽ đổi sắc mặt anh ta vội vã truyền âm cho đường tuấn còn không quỳ xuống xin tha anh ta cũng không muốn đường tuấn cứ bị đánh chết như vậy nhưng đường tuấn lúc này dường như không nghe thấy địch văn anh vốn không định quỳ xuống xin tha ngược lại còn lạnh lùng đâm trường thương về phía lưu vũ lạnh nhạt nói chỉ có chút thực lực này sao Đường Tuấn lúc nói chuyện khẽ thở ra một hơi. Chỉ hít thở bình thường nhưng Lưu Vũ cảm thấy như có một luồng sức mạnh đáng sợ kéo tới, giống như đang đối mặt với uy lực của trời đất. Vù vù. Cơ thể Lưu Vũ vốn dĩ ở giữa không trung, nhưng lúc này cậu ta đột nhiên rơi xuống từ trên không trung xuống đất thành hình chữ đại hình người nằm giang tay giang chân, hơn nữa máu tươi trong miệng cậu ta còn chảy như điên. Lưu Vũ chỉ cảm thấy có một ngọn núi nặng vạn cân đè lên người mình, khiến cậu ta không thể đứng dậy, cậu ta khó khăn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt đau thương gần chết nhìn đường Tuấn nói anh dùng thuật pháp quỷ quái gì vậy. Cậu ta mới không tin đường Tuấn chỉ dùng một hơi thở đã đánh bại mình, anh chắc chắn đã dùng pháp thuật quỷ dị không ai nhận ra gì đó. Đây là dở trò lừa bịp, mọi người cũng nghi ngờ không thôi mà nhìn về phía đường Tuấn, thật sự là thuật pháp quỷ dị sao. Địch Văn vẫn chờ đường Tuấn thất thố nhìn thấy tình cảnh này, anh ta càng không nhịn được mà hét to lên, tên ăn mày nhà anh còn dám không nghe lời tôi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt anh lạnh như băng khiến Địch Văn nhất thời không nói ra được lời nào. Nhóc con, ra tay ác quá. Thả Lưu Vũ ra, lại có hai tiếng quát, mười mấy bóng người xuất hiện bên cạnh Lưu. Vũ, ánh mắt bọn họ đầy chết chóc nhìn Đường Tuấn. Đó chính là trưởng bối sư môn của Lưu Vũ, Quỷ Khốc thập tam hung. Chương 3125. Có người kéo Lưu Vũ, muốn kéo cậu ta đến nhưng họ phát hiện vốn kéo không nhúc nhích được, ngược lại còn kéo Lưu Vũ đến nỗi cậu ta kêu đau, suýt chút nữa kéo gãy mất cánh tay cậu ta. Lúc này mấy người mới từ bỏ, càng khẳng định Đường Tuấn đã dùng thuật pháp quỷ quái gì đấy. Trở về từ Trung ương Ngân Hà, anh quả nhiên có thủ đoạn, còn học được quỷ thuật như vậy, lấy tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ trấn áp Lưu Vũ. Ánh mắt lạnh lão của một lão già trong quỷ khốc thập tam hung nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ánh mắt ông ta sắc bén như dao ông ta đưa tay ra nói, giao quý thuật ra đây, tôi tha chết cho cậu. Là đại ca thiên quỷ của quỷ khốc thập tam hung. Tu vu của ông ta đã đạt tới cảnh giới động hư hậu kỳ, thậm chí còn lên tới đỉnh cao, không biết mạnh hơn lưu vũ bao nhiêu tầng Xong rồi, quỷ thuật lợi hại tới đâu cũng không thể vượt qua cảnh giới tranh lệch quá lớn như vậy, ông lão vừa mở miệng, sắc mặt mọi người lần nữa thay đổi, trong lúc nói chuyện, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ lão già này. Đường Tuấn nhìn ông lão hỏi, ông cũng muốn khiêu chiến tôi. Thiên Quy khẽ run, bỗng nhiên ông cười khẩy, kiêu ngạo nói, khiêu chiến. Cậu còn chưa xứng để tôi dùng hai chữ này, chỉ là quỷ thuật thôi, cũng chỉ là kỹ năng nhỏ bé. Trong mắt già đây thì cậu chẳng khác run để bao nhiêu đâu. Ngoan ngoãn giao quỷ thuật ra, nếu không đừng trách ra dạ ỉ mạnh hiếp yếu. ỉ mạnh hiếp yếu, Đường Tuấn nói, tôi còn thực sự muốn xem thử ông ỉ mạnh hiếp yếu làm sao. Thiên quỷ lập tức giận dữ hét lên, "Cậu muốn chết, nếu cậu không giao quỷ thuật ra, vậy tôi sẽ tự mình lấy." Ông ta phát động pháp lực, quỷ khí trên người lập tức trở nên âm u, giống như có vô số oan hồn quấn quanh người ông ta. 7, 8 ngọn lửa xanh biến lượn lờ quanh người ông ta, càng khiến ông ta trở nên khủng bố hơn. U minh quỷ hỏa. Thiên quỷ bỗng quát một tiếng, 7, 8 ngọn lửa màu xnơ biếc kia lập tức bắn nhanh về phía Đường Tuấn. Chỗ quỷ hỏa đi qua, không gian dường như cũng ngưng tụ. Trò mèo, Đường Tuấn cười xì một tiếng, bàn tay anh vung lên, tám ngọn lửa màu bích lục lập tức dập tắt, trở nên vô hình. Khóe miệng Thiên Quỷ vốn dĩ đã nở một nụ cười uy nghiêm đáng sợ, nhưng lúc này nó lại trở nên cứng đờ, vẻ mặt ông ta bỗng không thể tin nổi. Những người khác trong Quỷ Khốc thập Tam Hung nhìn thấy tình cảnh này cũng sợ đến nỗi đứng được tại chỗ, ánh mắt khiếp sợ vô cùng. Làm đại ca của Quỷ Khốc thập Tam Hung, thực lực của thiên quỷ không thể nghi ngờ, đừng thấy bảy tám ngọn lửa màu xanh biếc kia không lớn, nhưng đủ để đốt chết tươi tu sĩ cảnh giới động hư hậu kỳ. Nhưng lúc này đường Tuấn chỉ vung tay lên đã giải quyết tuyệt kỹ ép đáy hòm của thiên quỷ. Này, Lưu Vũ nằm trên mặt đất bị tình cảnh này hù dọa đến nỗi run cầm cập. chương 3126 Đây là quỷ thuật gì của cậu vậy? Sau khi thiên quỷ cứng ngắt một lát, ông ta bỗng nhiên điên cuồng hét lên, cho dù là người tu hành cảnh giới động hư đỉnh cao cũng không thể dễ dàng đánh tan u minh quỷ hoa như vậy, cậu tuyệt đối đã dùng thuật pháp quỷ quái gì đó mới làm được. Ngu xuẩn mất khôn, đường tuấn hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng áp xuống phía dưới, nguyên khí trời đất bỗng nhiên phun trào, hình thành một bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Bàn tay từ trời cao đè xuống, sức mạnh tràn trề không gì đỡ nổi từ trên tay chút xuống, đám người quỷ khốc thập tam hung vội vã phát động pháp lực chống đỡ, nhưng chỉ đỡ được một lát đã bị bàn tay này đè tới núi quỳ nằm trên đất dáng người giang tay giang chân thành hình chữ đại cục kỳ sỉ nhục đồ vô lại quỷ thuật cậu tuyệt đối đã dùng quỷ thuật vô danh nào đó có bản lĩnh đừng xài quỷ thuật một đầu ngón tay của già đây lập tức có thể đánh chết cậu mười mấy người quỷ khốc thập tam hung sôi nổi tức giận mắng giữa sân ngoại trừ tiếng mắng chửi của quỷ khốc thập tam hung những người khác cũng trở nên im lặng khiếp sợ nhìn về phía đường tuấn đây thật sự là quỷ thuật sao? Quỷ thuật thế nào có thể lợi hại đến trình độ như vậy? Tuy rằng bọn họ không tin, nhưng vẫn có rất nhiều người áp đặt thực lực của Đường Tuấn là do xài quỷ thuật. Dù sao hơi thở Đường Tuấn thể hiện ra chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ, bọn họ thực sự không thể chấp nhận được sự thật như vậy. Phần lớn con người chính là như vậy, bọn họ không thể chấp nhận được người họ vốn xem thường đột nhiên vùng dậy, lắc mình một cái đã trở thành sự tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới. Bọn họ sẽ việc cớ đủ loại cho tình huống như thế. Trên sân khấu, Địch Văn và Yên La liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng cảm thấy bất an trong lòng. Địch Văn cắn răng, truyền âm cho Đường Tuấn nói, "Vô Liêm Sỉ, tôi dặn dò anh thế nào, anh quên rồi sao? Chẳng lẽ anh muốn chết sao?" Đường Tuấn quay đầu lại cười với Địch Văn, "Anh có thể thử một chút." Một hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ xương sống Địch Văn, khiến toàn thân anh ta cứng ngắc. Đường Tuấn không quan tâm tới hai người mà nhìn mọi người phía dưới, còn ai muốn khiêu chiến không? Trong lúc nhất thời không ai dám đứng ra, dù sao thực lực Đường Tuấn thể hiện ra thật sự đáng sợ. Dễ dàng chấn áp quỷ khốc thập tam hung, ở đây ai dám nói có thể làm được? Không hổ là thiên nhân cũ, có điều nếu như cho rằng dựa vào chút quỷ thuật học được từ Trung ương Ngân Hà thì có thể ham dọa, không khỏi quá xem thường tam đại thánh địa chúng tôi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên đoàn người tách ra một lối đi, thần tử hạo nhiên, thánh nữ thiên hoa và hòa thượng cửu ly từ bên trong chậm rãi đi ra. Người nói chuyện chính là thần tử hạo nhiên, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, cho dù đường tuấn vừa nãy đã chân áp quỷ khốc thập tam hung, anh ta cũng không coi đó là chuyện to tát gì. chương 3127 Đường tuấn nhìn ba người thần tử hạo nhiên, thánh nữ thiên hoa, hòa thượng cửu ly, chân mày anh khẽ cao lại nói, các người cũng cảm thấy tôi đã dùng quỷ thuật, Thánh nữ thiên hoa châm chọc nói, không phải dùng quỷ thuật, chẳng lẽ là thực lực thật sự của anh sao? Một cảnh giới hợp thể sơ kỳ như anh không mượn xài quỷ thuật, nơi nào có bản lĩnh đánh bại quỷ khốc thập tam hung. Hai tay hòa thượng cửu ly tạo thành hình chữ thập, dáng vẻ mặt mũi hiền lành nói, không ngờ đạo quỷ thuật trung ương ngân hà vậy mà lợi hại như vậy, thực sự khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Đường Tuấn nghe vậy thầm lắc đầu, một chút hy vọng vốn đang ôm ấp với cái gọi là tam đại thánh địa cũng dập tắt theo thần tử hạo nhiên lạnh lùng nói nếu chúng ta đứng ra vậy truyền này sẽ do chúng ta định đoạt quỷ thuật anh mạnh hơn nữa cũng có một số hạn chế ít ra ba người chúng tôi ra tay sẽ có thể dễ dàng chấn áp anh anh không cần phủ nhận gốc gác và thực lực tạm đại thánh địa chúng tôi không phải như anh tưởng đâu đạo quỷ thuật chúng tôi cũng đã thấy không ít ô đường tuấn cười nói vậy các người định làm gì đây thần tử hạo nhiên nói đầu tiên anh theo chúng tôi về tạm đại thánh địa khai báo rõ cảnh ngộ anh gặp ở Trung ương Ngân Hà. Thứ hai, nộp công pháp và sở học quỷ thuật của anh lên, đương nhiên mọi thứ của anh trong thế tục cũng quy hết cho chúng tôi. Chỉ cần làm được những thứ này, chúng tôi có thể cân nhắc tha cho anh một mạng. Sắc mặt đám người hoa tiểu niếp biến đổi, chuyện này quả thật chính là tịch thu tài sản rồi, còn bá đạo hơn dòng dõi phi công. Đường Tuấn nói, đúng là bá đạo, có điều đáng tiếc quá, tôi không đồng ý cái nào hết rất tốt, thần tử hạo nhiên cười gắn một tiếng rồi nhìn về phía Ensa vẫn chưa có hành động hỏi Ensa, năm đó người này cũng chân áp dưới tu luyện phương Tây các cô, cô có muốn cùng ra tay với chúng tôi không? Thực lực của bọn họ không mạnh hơn quỷ khốc thập tam hung bao nhiêu, sau khi thấy quỷ thuật của đường Tuấn cũng hết sức kiêng kỵ. Ba người hợp lại, tuy rằng bọn họ có lòng tin bắt được đường Tuấn, nhưng họ cũng lo sẽ bị tổn hại không nhỏ, nếu như có Ensa ra tay giúp, tổn thất kia sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Còn nữa, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng Ensa đột nhiên ra tay với phe mình. Đường Tuấn cười nhìn Ensa, nhíu mày nói, cô cũng muốn ra tay sao? Ensa dùng mình một cái. Bây giờ cô ấy trăm phần trăm khẳng định người trước mắt chính là thiên ngoại chi nhân kia, hay là nói thiên ngoại chi nhân kia mới thật sự là Đường Tuấn. Cô ấy vậy mà hiểu rõ tất cả. Lúc này nghe Đường Tuấn hỏi như vậy, trong lòng cô ấy run rẩy cô ấy vội vàng lắc đầu nói, không dám, cô ấy nói xong còn cung kính lui sang một bên, dáng vẻ ngồi xem mặc kệ. Nhìn thấy thái độ en xa như vậy, ba người thần tử hạo nhiên đầu tiên ngẩn ra, sau đó khinh thường nói, không ngờ thánh nữ nổi tiếng phương Tây thế mà nhát gan như vậy. chương 3128 Thánh nữ thiên hoa càng cười lạnh không thôi. Cô ta và Ensa có thể nói là hai người phụ nữ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ nhất của phương Đông và Tây, bình thường rất nhiều người lấy họ ra so sánh, Giờ phút này nhìn hành động của Ensa, thánh nữ thiên hoa châm chọc nói Ensa, tôi thực sự xem thường cô. Chờ sau khi ba người chúng tôi bắt anh ta, tôi muốn trực tiếp ước chiến trên toàn cầu với các người, để cho tất cả mọi người đều hiểu cô không xứng đặt ngang hàng với tôi. Ensa khoanh tay, không ngừng cười mỉa nói, những câu này chờ sau khi cô thắng rồi hãy nói. Cô ấy hiểu rõ sự lớn mạnh của đường Tuấn cũng không phải dựa vào quỷ thuật gì đó, mà là thực lực mạnh mẽ của bản thân buồn cười thay ánh mắt ba người thần tử hạo nhiên thiển cận, vốn dĩ không hiểu thực hư trong đó. Ba người thần tử hạo nhiên, thánh nữ thiên hoa, hòa thượng cửu ly không để ý en xa nữa mà nhìn về phía đường tuấn. Thần tử hạo nhiên kiêu ngạo nói, anh ra tay đi, để chúng tôi mở mang kiến thức về quỷ thuật của anh một chút. Tôi sẽ để anh hiểu rõ cái gọi là quỷ thuật đứng trước thực lực chân chính không đỡ nổi một đòn thế nào. Thánh nữ thiên hoa châm chọc, cho anh cơ hội ra tay, quý trọng cho tốt đi. Được, Đường Tuấn không từ chối lòng tốt của ba người, anh cười nhạt nói, vậy thì xem thử thực lực của các người mạnh mẽ hay quỷ thuật của ta lợi hại nhé. Đường Tuấn chẳng muốn giải thích và biện giải với ba kẻ cuồng vọng vô tri này nữa, các người đã nói là quỷ thuật vậy cứ xem nó là quỷ thuật vậy. Anh dứt lời, một bàn tay khổng lồ từ không trung từ từ hạ xuống, gần giống như đúc bàn tay khổng lồ trấn áp quỷ khốc thập tam hung lúc trước kia. Cho mèo Thần tử Hạo Nhiên khinh thường cười nói, để các người mở mang kiến thức một chút cái gì mới là đại thuật thiên địa. Cơ thể anh ta khẽ dao động, pháp lực tuôn trào hóa thành từng con thần long, bay ngược lên trời, muốn ngăn cản bàn tay khổng lồ rơi xuống. Trên không trung, tốc độ của bàn tay khổng lồ giảm bớt xuống một chút nhưng vẫn chưa ngừng lại. Thần tử Hạo Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, có chút bản lĩnh. Thiên Hoa, Cửu Ly, cùng ra tay nào? Thánh nữ Thiên Hoa và Cửu Ly khẽ gật đầu. Mưa hoa đầy trời từ trong người thánh nữ thiên hòa trào dâng, đó cũng không phải mưa hoa thật sự, mà là do pháp lực của cô ta biến thành, uy lực không thể khinh thường. Hòa thượng cửu ly quát một tiếng A-di-đà Phật, kim quang ngoài thân hiện lên, sau lưng anh ta còn hiện ra một bóng Phật màu vàng. Bóng Phật cao gần 40 mét, giống hệt người khổng lồ từ lúc khai thiên lập địa. Mưa hoa và bóng Phật màu vàng cùng đi ngược lên trời, ngăn cản bàn tay khổng lồ của đường Tuấn bàn tay vốn không ngừng rơi xuống đã hoàn toàn ngừng lại, rằng co giữa không chung. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều nở nụ cười, bao gồm Địch Văn và Yên Nhi. chương 3129 Không hổ là truyền nhân tam đại thánh địa, Địch Văn vốn dĩ bị đường tuấn hù dọa, giờ phút này anh ta rốt cuộc đã thả lòng. Ánh mắt Yên Nhi liếc nhìn đường tuấn, thấp giọng nói, tiểu công gia, tên này có gì đó quái lạ. Tôi lo anh ta không phải người chúng ta sắp xếp, mà là đường Tuấn chân chính. Địch Phan gật đầu nói, tôi cũng đoán được. Người anh ta tìm đến chẳng qua là tên ăn mày, sao dám mạo phạm anh ta như vậy? Hơn nữa tại sao lại có thể có thực lực khiếp người như vậy? Nghĩ tới đây, gương mặt Địch Phan tối sầm lại, trầm gọng nói, như vậy cũng được, người tạm đại thánh địa ra tay, hoàn toàn chấn áp anh ta, cắt đứt hoàn toàn mong mỏi của Hoàng Phủ Ngọc bọn họ. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ bị ngăn cản, thần tử hạo nhiên cười ha ha nói, thấy không? đây chính là thực lực của bọn tôi, quỷ thuật hèn mọn của anh sao biết được sự lớn mạnh của pháp thuật mà chúng tôi tu tập. Nụ cười trào phúng trên khóe miệng thánh nữ thiên hoa càng ngày càng lớn. Có điều chặn được một trưởng của tôi rồi thì có gì hay mà đắc ý. Đúng lúc này, đường Tuấn cười nhạt. Sau đó một bàn tay khổng lồ nữa lại xuất hiện giữa không trung, trong ánh mắt ngơ ngác của ba người thần tử hạo nhiên, bàn tay ấy trồng lên trên bàn tay khổng lồ vốn có. Âm âm âm. Ba người thần tử hạo nhiên vốn dĩ đã dốc hết sức để ngăn cản bàn tay khổng lồ, lúc này lại có thêm một bàn tay khổng lồ nữa trồng lên, nó đã trở thành cọng cỏ cuối cùng áp đảo lạc đà. Một luồng sức mạnh đáng sợ không thể nào tưởng tượng được truyền đến từ trên bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan con rồng pháp lực, mưa hoa và bóng phật màu vàng. Sau một khắc, tứ chi ba người thần tử hạo nhiên lập tức co quắp, nằm dạng chân dạng tay thành hình chữ đại trên mặt đất. Toàn trường lập tức yên lặng như tờ chương 3130 chủ yếu là sức mạnh. Nụ cười trên mặt địch văn và yên nhi cứng lại. Quần chúng vây xem há hốc mồm, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Đầu tiên là quỷ khốc thập tam hung, sau đó là ba vị thanh niên tuấn kiệt tạm đại thánh địa đều bị đường tuấn đè xuống mặt đất, mất hết mặt mũi. Anh, ba người thần tử hạo nhiên, thánh nữ thiên hoa và hòa thượng cửu lưu đều trợn mắt nhìn đường tuấn, thân phận ba người đáng tôn kính cỡ nào, còn được thanh niên đồng lứa nâng niu, Bây giờ lại bị người ta đối xử như vậy, khiến bọn họ không thể tiếp nhận. Giữa sân có lẽ chỉ có một người vẫn bình tĩnh. Ensa đi tới trước mặt Đường Tuấn, cung kính nói, "Bái kiến Đường Thiên Nhân, chúc mừng Đường Thiên Nhân trở về." Đường Tuấn khẽ gật đầu. "Hay lắm, Đường Tuấn, anh vậy mà cấu kết với ma nữ phương Tây, chuyện này tôi phải báo lên để anh nhận trừng phạt." Thánh nữ Thiên Hoa nhìn thấy tình cảnh này thì cười lạnh trong giọng nói của cô ta mang theo vẻ uy hiếp mạnh mẽ, một khi Tam Đại Thánh Địa ra tay, anh và bạn bè người thân của anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Ôn ào, ánh mắt đường Tuấn cứng lại, cự trưởng đè lên người Thánh Nữ Thiên Hoa nặng hơn mấy phần, sức mạnh đáng sợ khiến Thánh Nữ Thiên Hoa học máu. Giọng điệu của đường Tuấn âm u tĩnh mịch, Tam Đại Thánh Địa chó má, có bản lĩnh bảo bọn họ tới tìm tôi. Hôm nay tôi nói ra lời này, nếu như trong vòng ba ngày, Tam Đại Thánh Địa không ra mặt, Tôi sẽ phong ấn tu vi của ba người các cô rồi lưu đày đến vũ trụ, xem các cô có thể kiên trì bao lâu." Ba người thần tử Hạo Nhiên nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ trong lòng anh ta cũng không đoán ra được rốt cuộc Đường Tuấn đã dựa vào quỷ thuật hay dựa vào thực lực để đánh bại bọn họ. Chủ yếu là sức mạnh Đường Tuấn thể hiện ra thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ba người bọn họ cho dù nhìn khắp tạm đại thánh địa chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống lại anh. Thần tử hạo nhiên nhìn về phía một người trong đám người, người đó lập tức hóa thành một tia sáng rời đi. Đường Tuấn không ngăn cản, ngược lại chủ ý của anh là muốn gặp người được gọi là người khống chế của tạm đại thánh địa. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Địch Văn và Yên Nhi đằng sau nói, dòng dõi phi công tính toán thật sâu. Địch Văn như bị xét đánh, anh ta đã tính sai hoàn toàn, giờ phút này đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng bị động yên nhi một bên bỗng nhiên hét lớn đường tuấn anh bị thương nặng trở về là địch tiểu công gia đã cứu anh từ bên ngoài về anh không những không đội ơn bây giờ còn muốn ra tay với tiểu công gia sao địch phân cũng hiểu được trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng nói không ngờ đường thiên nhân vậy mà là đồ vong ân phụ nghĩa là địch mỗ có mắt không tròng sớm biết như vậy lúc đó tôi lẽ ra không nên cứu anh giọng nói của hai người truyền khắp bốn phía lập tức khiến rất nhiều người oán giận dù sao phần lớn người đều không biết cứ tưởng chính là địch văn đã cứu đường tuấn đường tuấn chúng tôi gọi anh một tiếng thiên nhân không chỉ bởi vì thực lực của anh mà còn bởi vì nhân phẩm của anh nhưng bây giờ địch tiểu công gia là ân nhân của anh về tính về lý anh cũng không nên ra tay với anh ta nếu như bây giờ ngay cả tiểu công gia anh cũng có thể ra tay vậy sau này anh có sát hại người vô tội hay không? Đường Tuấn, còn không ngừng tay, trong lúc nhất thờ, đủ loại âm thanh ở đây vang lên. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 3130